Kính thưa quý vị, 53 năm trước đây, vào khoảng 9 giờ sáng ngày 2 tháng 11 năm 1963, cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và bào đệ Ngô Đình Nhu đã bị thảm sát. Cái chết thảm thương của một vị Tổng thống liêm khiết, hết lòng vì dân vì nước, đã chấn động lương tâm nhân loại. Cái chết của một vĩ nhân đã làm sửng sốt những người yêu chuộng tự do, công lý và hòa bình trên thế giới. Cố Tổng thống Ngô Đình Diệm đã hy sinh mạng sống mình vì quyền lợi tổ quốc và danh dự dân tộc. Cuộc đời của một vị Tổng thống ngoại hạng đã kết thúc trong đau thương, với lòng thương tiếc vô vàn bao nhiêu người yêu mến và kính phục ông. Hàng năm, khắp nơi trên thế giới tự do, chỗ nào có người Việt cư trú, đều có những buổi lễ tưởng niệm cố Tổng thống Ngô Đình Diệm là vị anh hùng dân tộc, một đời tận tụy vì nước, vì dân. Kính thưa quý vị, cố Tổng thống Ngô Đình Diệm sinh ngày 3 tháng 1 năm 1901 tại làng Đại Phong, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, con của cụ Nhiếp Chánh Đại Thần Ngô Đình Khả và cụ bà Phạm Thị Thân. Cố Tổng thống là người con thứ ba trong gia đình, có 6 người con trai và 3 người con gái. Năm 12 tuổi, ông vào học trường Quốc học Huế, dạy theo chương trình tổng hợp bằng Việt ngữ và Pháp ngữ. Năm 16 tuổi, ông đỗ hạng thứ nhì trong kỳ thi tốt nghiệp trung học. Năm 17 tuổi, ông được mời làm giáo sư trường Quốc tự giám. Năm 18 tuổi, ông vào học trường Hậu Bổ, một trường tương tự như Học viện Quốc gia Hành Chánh sau này. Trong suốt 3 năm học, ông luôn luôn là một sinh viên xuất sắc trong các ngành hành chánh, chính trị, luật pháp. Do đó ông đã đỗ tốt nghiệp thủ khoa. Năm 22 tuổi, ông được bổ nhiệm làm tri huyện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên, rồi tri phủ Hải Lăng tỉnh Quảng Trị. Năm 29 tuổi, ông được cử làm tuần vụ tỉnh Bình Thuận Phan Thiết, tương tự tỉnh trưởng ngày nay. Năm 31 tuổi, ông được vua Bảo Đại cử làm chức vụ Thượng Thư Bộ Lại. Năm 32 tuổi, ông đệ đơn lên vua Bảo Đại xin từ chức để phản đối chính sách siêu cao thuế nặng của thực dân Pháp. Việc từ quan của chí sĩ Ngô Đình Diệm đã làm chấn động triều đình Huế và chính phủ Pháp thời đó. Sau khi dứt khoát từ bỏ quan trường, ông lui về nhà làm thường dân, không chấp nhận đường lối cai trị của thực dân Pháp và từ chối tham gia lực lượng Cộng sản Việt Nam. Chí sĩ Ngô Đình Diệm bôn ba hải ngoại, tìm đường cứu nước. Năm 53 tuổi, tình hình quốc nội rối ren, vua Bảo Đại chính thức mời ông về giữ chức vụ thủ tướng, toàn quyền về dân sự và quân sự. Sau đó, cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức ngày 23 tháng 10 năm 1955 và đệ nhất Cộng hòa được thiết lập ngày 26 tháng 10 năm 1955, khởi đầu cho thế hệ tự do, dân chủ đầu tiên trên quê hương Việt Nam, và ông được bầu làm Tổng thống Việt Nam Cộng hòa. Ngày 2 tháng 11 năm 1963, cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và bào đệ Ngô Đình Nhu đã bị thảm sát. Cố Tổng thống Ngô Đình Diệm hưởng thọ 62 tuổi. Sau đây là vài nét chính về những thành tựu trong việc tái thiết cơ sở dưới lãnh đạo đất nước Việt Nam Cộng Hòa của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Về cuộc di cư vĩ đại trong lịch sử của dân tộc Việt Nam năm 1954, đây là một thành tích vĩ đại của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm mà không ai có thể phủ nhận. Lịch sử Việt Nam sẽ ghi nhớ công ơn của ông. Tổng thống đã lập phụ tổng ủy di cư, đảm nhận việc thu tiếp gần 1 triệu đồng bào miền Bắc di cư vào Nam, lo ổn định đời sống cho khoảng 1 triệu người ồ ạt di cư vào Nam và gìn giữ cho đời sống vật chất an ninh xã hội tại miền Nam không bị rối loạn. Phải nói là một công việc quá phi thường, vượt qua sức của một chính phủ còn non trẻ. Về giáo dục, trong khi ở miền Bắc, giáo dục rất thiếu sót, chương trình trung học chỉ có 10 năm và đội ngũ khoa học kỹ thuật của họ rất tồi tệ, thì ở miền Nam,
cố tổng thống Ngô Đình Diệm đã có những điểm sáng chói như sau. Chương trình trung học ở miền Nam đúng theo tiêu chuẩn quốc tế là 12 năm. Chương trình đại học cũng có chất lượng của các nước phương Tây. Đại học Công lập Huế, Đại học Tư thục Đà Lạt và Viện Đại học Sài Gòn được thành lập năm 1957 dưới chính quyền của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Đây là các viện đại học được xem là có uy tín nhất miền Nam Việt Nam, cung cấp các giáo sư đi thỉnh giảng ở các viện đại học khác. Năm 1961, ông cho thành lập Đại học Y khoa Huế. Về kinh tế, nhờ kiến thức sâu rộng và chính trị, bản chất thông minh, trọng của công, cần kiệm và rất cẩn trọng trong việc sử dụng tiền công quỹ, ông đã lèo lái đất nước đưa đến bến bờ của sự thanh bình thịnh vượng. Toàn bộ hệ thống giao thông thủy bộ và đường xe lửa xuyên Việt được ông tái thiết lại, phục vụ nhu cầu, cầu thương mại, sản xuất và nông nghiệp. Ông xây dựng trung tâm nguyên tử Đà Lạt và đập Đa Nhiêm. Điều quan trọng đáng nói là dù miền Nam căn bản là một quốc gia nông nghiệp, ông vẫn quyết tâm biến miền Nam trở thành một quốc gia kỹ nghệ. Giai đoạn này, chúng ta thấy miền Nam đã có những nhà máy ván ép, nhà máy giấy, nhà máy dệt, nhà máy xà bông, viện bào chế dược phẩm và nhiều nhà máy khác. Về quân sự, ông hết sức quan tâm đến vấn đề nội chính và quốc phòng. Để đối đầu với Cộng sản, ông phân chia miền Nam ra thành 4 vùng chiến thuật. Ông không ngừng canh tân quân đội và Việt Nam hóa quân đội và đào tạo các chuyên viên hành chính cao cấp của quốc gia. Ông hết sức chú tâm đào tạo một thế hệ sĩ quan trẻ có tiêu chuẩn ngang hàng với quốc tế để thay thế hàng ngũ sĩ quan được Pháp đào tạo. Về ngoại giao, với sự thành công vượt bậc về chính trị kinh tế, khống chế được Cộng sản và ổn định miền Nam một cách nhanh chóng, ông đã được rất nhiều các nguyên thủ quốc gia cũng như các nhân vật chính trị nổi tiếng trên thế giới ca ngợi. Tổng thống Lyndon Johnson vào năm 1955 và năm 1961 đã ca ngợi Tổng thống Ngô Đình Diệm là Churchill của châu Á. Tổng thống Tưởng Giới Thạch nói rằng 100 năm nữa, Việt Nam cũng chưa tìm được một người tài đức như Tổng thống Ngô Đình Diệm. Tổng thống Eisenhower gọi ông là The Miracle Man. Ông được giải Magsaysay, and ông đã tặng số tiền này cho Đức Đạt Lai Lạt Ma. Kính thưa quý vị, bài học lịch sử quan trọng nhất mà cố Tổng thống Ngô Đình Diệm đã để lại cho chúng ta, đó là lập trường cương quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia. Cố Tổng thống Ngô Đình Diệm là con người đã hy sinh cả cuộc đời để tranh đấu cho độc lập và chủ quyền quốc gia. Đối với ông, đó là những thứ thiêng liêng nhất, không thể bị hy sinh, không thể dùng để đổi khác với bất cứ điều gì. Với ông, nếu để người Mỹ can thiệp vào nội bộ Việt Nam, thì chủ quyền quốc gia sẽ bị xâm phạm, chính nghĩa tranh đấu chống cộng cũng mất. Nếu quý vị mang quân đội Mỹ vào Việt Nam, tôi phải giải thích thế nào? Đây với dân tộc tôi, với người dân Việt, hình ảnh hải hùng của quân đội viễn chinh Pháp vẫn còn hằn sâu trong tâm trí họ. Sự hiện diện của quân đội Mỹ sẽ làm cho dân chúng dễ dàng tin theo những lời tuyên truyền của Cộng sản. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tề tụ nơi đây tham dự lễ tưởng niệm cố Tổng thống Ngô Đình Diệm 53 năm đã trôi qua. Càng ngày chân lý và sự thật càng được công khai và sáng tỏ, đất nước do Cộng sản quản lý ngày nay càng sa đọa, càng thối nát thì người ta càng thấy nền đệ nhất Cộng hòa Việt Nam là ưu việt, là tốt đẹp, là đáng sống. Trong buổi lễ hôm nay, Lily Trương xin thành kính tri ân cố Tổng thống Ngô Đình Diệm đã vị quốc vong thân. Nguyện cầu linh hồn cố Tổng thống Ngô Đình Diệm phù hộ cho đất nước Việt Nam sớm thoát ách Cộng sản, để người dân Việt được sống trong tự do, dân chủ và nhân quyền. Lily Trương xin trân trọng kính chào quý vị.
Trường xin cảm ơn quý vị quan khách đã đến tham dự lễ tưởng niệm cố Tổng thống Ngô Đình Diệm ngày hôm nay.